Mẫu nội y Anh Quốc tập luyện với trang phục gợi cảm, thả rông khoe vòng một ngoại cỡ, Bianca Gascoigne thường xuyên, được trông thấy ra ngoài tập luyện, bất chấp đại dịch Covid-19 hoành hành. Hôm qua, người đẹp xứ sương mù bị cánh paparazzi chụp lại khi ra ngoài tập luyện, nàng mẫu mặc bộ tập bó sát màu nút khoe đường cong thể hình nóng bỏng. Trong khi nhiều mỹ nhân showbiz thường xuyên chia sẻ những bài tập luyện khi ở trong nhà tránh dịch, phẩy, thì Bianca Gascoigne lại luôn bị bắt gặp ra ngoài, không đeo khẩu trang giữa lúc dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở Anh cũng như nhiều nước trên thế giới. Chân dài sinh năm 1986 lộ rõ vòng một khủng khi không mặc nội y. Những hình ảnh tập luyện của nàng mẫu nội y đình đám Anh quốc không còn xa lạ với người hâm mộ. Tuy chỉ cao 1m65, nhưng Bianca Gascoigne lại sở hữu nhan sắc bốc lửa, gương mặt xinh đẹp. Bianca Gascoigne còn được biết đến là con gái của bà mẹ nổi tiếng ở Anh là tác giả, nhân vật truyền hình Sero Gascoigne, cô vừa chính thức công khai hẹn hò với tình cũ của thảm họa thẩm mỹ Katie Prye là Chris Boyson, cặp đôi, được cho là bắt đầu dính líu đến nhau từ tháng 1. Hiện Bianca Gascoigne đang ở cùng bạn trai mới trong căn hộ ở Ken Anh. Bianca Gascoigne phô thân hình bỏng rẫy với trang phục của Calvin Klein. Cô là người mẫu nội y rất được nhiều nhãn hàng săn đón. Hãy đóng góp ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận của video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại